Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 trong phiên thảo luận tại hội trường vào chiều qua về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, đại biểu Hà Đức Binh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai phát biểu đề xuất một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án. Tham gia ý kiến tại hội trường, đại biểu Hà Đức Minh đồng tình cao với việc đề xuất Quốc hội ban hành chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và tính cần thiết của dự án mà Chính phủ đã trình. Để đảm bảo nguồn lực triển khai dự án theo đúng tiến độ, đại biểu đề xuất Chính phủ cần có phương án cụ thể về thu hút nguồn vốn trong nhân dân, có thể thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ với mức lãi suất hấp dẫn, đảm bảo an toàn để khuyến khích người dân tham gia. Cùng với đó, cần có kế hoạch đào tạo nhân lực để đáp ứng yêu cầu trong quá trình vận hành. Tôi đề nghị chúng ta cần phải quyết tâm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sớm hơn. Nếu được thì vào năm 2030 thì cơ bản thì sẽ hoàn thành. Nó sẽ có ý nghĩa và dấu mốc quan trọng khi Đảng ta tròn 100 năm tuổi. Không những thế, còn tiết kiệm hàng chục tỷ USD, tránh được tình trạng đội vốn gây ra lãng phí nguồn lực trong công tác đầu tư. Trong buổi sáng nay ngày 21 tháng 11, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự thảo nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. Các gợi ý thảo luận của cơ quan thẩm